4 bước xử lý racket. Mời người mình đang có racket ngồi xuống và nói chuyện một cách chân thành. Em có lời phàn nàn dai dẳng với anh. Em thấy không nói ra sẽ làm tổn hại tới mối quan hệ giữa hai ta, nên em muốn chia sẻ nó với anh. Đặt mình vào thế giới của họ để hiểu điều gì đã khiến họ làm như vậy và chia sẻ suy nghĩ đó của mình. Đưa ra lời hứa của mình để giúp họ tránh lặp lại điều đó, hoặc về phần thưởng, đề nghị họ đưa ra lời hứa mới. Nguyên tắc, không làm gì ảnh hưởng đến thể diện của họ.